Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái Lâm Chấn Khang sống đủ đầy vẫn đòi đi bán vé số. Chỉ mới hơn 2 tuổi, con gái của Lâm Chấn Khang và Kim Sun Si đã được ví như mỹ nhân nhí ngày càng đáng yêu xinh xắn. Nhóc tỳ có tên thân mật là Tina Bùi, ngay từ khi sinh ra đã được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. Con gái Lâm Chấn Khang ngày càng đáng yêu và lém lĩnh. Trên trang cá nhân, bà xã Lâm Chấn Khang đã chia sẻ khoảnh khắc cực đáng yêu của con gái. Sống trong điều kiện đủ đầy, ăn diện sang chảnh mang vàng đầy tay, nhưng Tina lại đòi đi bán vé số. Nhóc Tỳ còn rủ ba đi chung và chuẩn bị sẵn lời mời rằng cô ơi cô mua dùm con vé số để mua kem ăn. Bên cạnh hành động dở khóc dở cười, nhiều khán giả cũng để lại lời khen ngợi bé Tina ngày càng xinh xắn, nhất là chiếc mũi cực phẩm. Những khoảnh khắc của nhóc tỳ thường xuyên gây sốt khi được đăng tải trên fanpage tin mới nhất. Con gái Lâm Chấn Khang mang vàng đầy tay nhưng lại đòi đi bán vé số kiếm tiền mua kem ăn. Bettina thậm chí còn chuẩn bị sẵn lời mời mua vé số của mình. Ái nữ lai like hàng của Lâm Chấn Khang ngày càng đáng yêu xinh xắn. Ngay từ khi sinh ra, Bettina đã được Lâm Chấn Khang và Kim Sushi chăm sóc chu toàn sống trong nhung lụa. Nhúc tì rất dính ba, thường xuyên có những hành động quán quyết thể hiện tình cảm cực đáng yêu. Bettina càng lớn càng giống bản sao của ba, dù con bé, nhưng bé Tina đã được Kim Junsi si chăm chút ngoại hình, diện trang phục sanh điệu. Nhóc thì thường xuyên xuất hiện với những kiểu tóc độc đáo đáng yêu. Ngày một lớn, con gái Lâm Chấn Khang càng thích tìm tòi, học hỏi mọi thứ. Kim Junsi si làm điệu cho con gái nhỏ. Ở tuổi 42, Lâm Chấn Khang có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã và ba người con. Năm ca sĩ luôn dành sự cưng chiều nhiều nhất cho ái nữ, Lâm Chấn Khang hạnh phúc chia sẻ. Niềm mơ ước lớn nhất trong cuộc đời tôi là có con gái, không ngờ đến từng tuổi này rồi lại được. Vừa có dịp trả thù, vừa có dịp lên mặt với anh hai, anh ba tôi. Gia đình hạnh phúc của Lâm Chấn Khang Nam ca sĩ luôn dành sự yêu thương nhiều nhất cho con gái. Có con gái là niềm mơ ước lớn nhất của Lâm Chấn Khang. Thư hưởng ghen trội của ba mẹ, các con nhà Lâm Chấn Khang và Kim Jun Si đều sở hữu ngoại hình nổi bật. Đặc biệt bé Tina Bùi được dự đoán sẽ là mỹ nhân trong tương lai. Con gái Lâm Chấn Khang và Kim Jun Si nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả bởi sự dễ thương và lém lĩnh. Được ba chăm sóc chu toàn, tiếp xúc với những điều kiện phát triển tốt. Trẻ em là đối tượng cần nhận được đầy đủ tình thương của người lớn. Dù có bận rộn áp lực đến đâu, chúng ta hãy cố gắng dành thời gian để chăm sóc và dạy dỗ con nhỏ chu toàn. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo